Hoàng Anh trân trọng kính chào và rất cảm ơn quý vị đến với Culture Channel, kênh mang đến những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và thế giới của tạp chí Culture. Kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin nổi bật trong tối thứ ba ngày 26 tháng 11. Thưa quý vị, Canada đang đối mặt với một thách thức lớn. Sau khi Tổng thống Mỹ đắc cử ông Donald Trump thông báo về kế hoạch áp thuế 25% lên tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, Mục tiêu của lệnh thuế này là giải quyết các vấn đề an ninh biên giới bao gồm nạn buôn ma túy và nhập cư bất hợp pháp thủ tướng jason trudeau kêu gọi một cách tiếp cận có một team canada để đối phó với khủng hoảng này sau cuộc điện đàm với ông trump thủ tướng trudeau nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác khẳng định rằng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa canada và mỹ không thể bị gián đoạn phó thủ tướng canada bà christia freeland cũng kêu gọi sự đoàn kết và quyết tâm trong giai đoạn khó khăn này Thủ hiến Ontario ông Doug Ford cảnh báo rằng Canada sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài trả đũa nếu lệnh thuế có hiệu lực, gọi đây là mối đe dọa lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Thủ hiến Quebec François Legault cho biết thuế sức này có thể gây nguy hiểm đến hàng ngàn việc làm, với 87 tỷ đô la xuất khẩu từ tỉnh bang Quebec vào Mỹ bị ảnh hưởng. Các lãnh đạo của tỉnh bang khác như là thủ hiến của tỉnh British Columbia ông David Abbey và thủ hiến Alberta bà Daniel Smith kêu gọi Ottawa đưa ra phản ứng mạnh mẽ. Lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pelpoilev gọi kế hoạch của ông Trump là mối đe dọa vô lý, đồng thời khuyến khích Canada củng cố nền kinh tế và bảo vệ quyền lợi thương mại công bằng. Các tổ chức doanh nghiệp như là Phòng Thương mại Canada đã bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế nghiêm trọng, ước tính Canada có thể mất 30 tỷ đô la mỗi một năm, trong khi người tiêu dùng Mỹ phải chịu giá cao hơn trong khi đó, Ottawa dự định tăng cường an ninh biên giới với các công nghệ và nguồn lực mới để giải quyết mối quan ngại từ phía Mỹ, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế và quốc gia của Canada. Các thủ hiến dự kiến họp trong tuần này để thống nhất chiến lược chung. Thuế quan 25% của ông Trump có thể đẩy nền kinh tế Canada vào suy thoái. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng nếu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thực hiện lời đe dọa áp thuế 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, nền kinh tế Canada sẽ phải đối mặt với tác động nghiêm trọng, thậm chí có thể rơi vào suy thoái vào năm 2025. Với mức thuế này, chúng ta có thể chắc chắn nói về một cuộc suy thoái vào năm 2025, theo ông Jimmy Chin, là nhà kinh tế trưởng của Darden Group nhận định. Theo các chuyên gia, mức thuế quan 25% sẽ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế với GDP sẽ giảm 2,6% hàng năm và mỗi một người dân Canada có thể mất 2.000 đô la thu nhập thực tế. Trước đó, ông Trump từng vận động tranh cử với mức thuế 10%, nhưng nếu áp dụng mức thuế 25% như hiện nay, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn. Báo cáo từ Phòng Thương mại Canada dự báo, với mức thuế này, nền kinh tế Canada sẽ mất khoảng 1% GDP, trong khi người dân có thể mất hơn 1.100 đô la thu nhập mỗi một năm tác động của thuế quan sẽ lan rộng không chỉ ảnh hưởng đến ngành sản xuất mà còn gây gián đoạn nghiêm trọng đối với ngành năng lượng. Canada là nhà cung cấp dầu lớn cho Hoa Kỳ và thuế quan có thể làm gián đoạn nguồn cung này, tác động trực tiếp đến giá xăng và ngành lọc dầu tại Mỹ. Ngoài ra, thuế quan còn có thể khiến cho lạm phát tăng cao ở Bắc Mỹ, buộc các ngân hàng trung ương như là Ngân hàng Canada và cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Fed phải hạn chế các biện pháp nới lỏng tiền tệ. Điều này sẽ càng làm trầm trọng, trọng thêm sự suy giảm kinh tế. Ngành sản xuất xa hơi của Canada sẽ là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Pedro Antunes, nhà kinh tế trưởng của Hội đồng Hội nghị Canada, cảnh báo mức thuế 25% có thể đóng cửa ngành công nghiệp xa hơi của Canada, một trong những ngành quan trọng nhất trong nền kinh tế. Mặc dù có ý kiến cho rằng đây chỉ là chiến thuật đàm phán của ông Trump nhằm để gây áp lực lên Canada, nhưng tác động của lời đe dọa này đã ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý đầu tư theo các chuyên gia nhiều dự án đầu tư tại canada sẽ bị đình trệ hoặc là bị hủy bỏ tác động trực tiếp đến nền kinh tế các nhóm doanh nghiệp canada đã nhanh chóng lên tiếng phản đối ông Dennis Davie là chủ tịch của Canadian Manufacturers and Exporters cho rằng chính sách này sẽ gây tác dụng ngược lại với mục tiêu phát triển ngành sản xuất của mỹ Ông Dan Cowley là chủ tịch của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada thì cảnh báo rằng sự không chắc chắn này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến quá trình phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp nhỏ. Mức thuế quan 25% không chỉ đe dọa gây suy si thoái cho nền kinh tế Canada, mà còn có thể làm tổn thương sự phục hồi kinh tế của cả hai quốc gia. Phản ứng của Canada như thế nào? Canada sẵn sàng đáp trả đòn đe dọa thuế 25% của ông Trump. Thủ tướng Trudeau và các thủ hiến đang lên kế hoạch phản kháng. Thủ tướng Justin Trudeau đã khẳng định là chính sách đồng lòng của Canada sẽ là yếu tố quyết định trong việc đối phó với lời đe dọa áp thuế 25% lên tất cả sản phẩm nhập khẩu từ Canada và Mexico mà tổng thống đắc cử Donald Trump vừa công bố. Trong cuộc điện đàm với ông Trump, Thủ tướng Trudeau chia sẻ rằng hai bên đã thảo luận về các mối quan hệ mật thiết giữa hai quốc gia và thừa nhận rằng sẽ có những thử thách lớn cần hợp tác để giải quyết. Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau cũng cho biết một cuộc họp với các thủ hiến sẽ được tổ chức ngay trong tuần này để thảo luận phương án ứng phó với sự đa dọa từ Mỹ. Các thủ hiến các tỉnh bang đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ cho rằng quyết định này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến cả hai nền kinh tế và không loại trừ khả năng đáp trả nếu kế hoạch thuế này được thực thi, nhấn mạnh rằng Canada phải phản ứng mạnh mẽ vì đây là một quyết định sai lầm từ chính quyền Mỹ. Ngân hàng Canada dự báo lạm phát giảm dần nhưng cảnh báo rủi ro từ thuế 25% của ông Trump. Ngân hàng quốc gia Canada cho biết lạm phát sẽ giảm dần và ổn định ở mức 2%, mở ra triển vọng phục hồi cho nền kinh tế sau nhiều năm khó khăn. Phó thống đốc Wright Mandates khẳng định rằng lạm phát sẽ trở lại mức mục tiêu 2% trong thời gian tới, giúp cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Canada lấy lại sự tự tin trong chi tiêu và đầu tư. Tuy nhiên, triển vọng này có thể bị đe dọa bởi tuyên bố mới nhất từ Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc áp đặt thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico từ ngày 20 tháng 1. Nếu thực hiện, điều này có thể gây áp lực lên lạm phát, làm giảm tốc độ tăng trưởng và ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách lãi suất của Canada. Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất 4 lần liên tiếp kể từ tháng 6, với mức giảm mạnh nhất là 50 điểm cơ bản 0.50% vào tháng 10, đưa mức lãi suất xuống còn 3,75%. Mặc dù lạm phát đã giảm xuống 2% trong tháng 10 từ mức 8,1% vào tháng 6 năm 2022, Ngân hàng Canada vẫn duy trì quan điểm rằng nếu lạm phát giảm quá dưới mức mục tiêu có thể gây ra tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Các thống đốc của Ngân hàng Canada cảnh báo rằng nếu lạm phát giảm quá mức sẽ tác động xấu đến kỳ vọng của thị trường, gây tổn hại đến nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy sa thải và làm giảm tiền lương. Trong bối cảnh bất ổn thương mại và chính trị toàn cầu, Ngân hàng Canada sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc duy trì ổn định giá cả và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Đồng đô la Canada đã bị giảm mạnh sau đe dọa áp thuế của ông Trump. Đồng đô la Canada, tức là đồng Looney, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020, sau khi ông Donald Trump đe dọa áp thuế 25% đối với hàng hóa Canada, nhập khẩu và Hoa Kỳ, khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm tới. Đồng Looney, đã tiếp tục suy yếu trong bối cảnh lo ngại về khả năng áp thuế giao dịch ở mức 71,07 cent Mỹ vào cuối buổi sáng nay và có thời điểm giảm xuống dưới mức 71 cent Mỹ trong phiên giao dịch đầu ngày. Các chuyên gia kinh tế cấp cao của BMO Capital Markets nhận định rằng mối đe dọa về thuế quan là một yếu tố lớn đà nặng lên đồng đô la Canada vốn đã chịu áp lực từ nền kinh tế trong nước yếu kém và các chính sách của Ngân hàng Canada như là việc cắt giảm lãi suất gần đây sự bất ổn này không chỉ ảnh hưởng đến đồng đô la Canada mà còn gây lo ngại về tác động lâu dài đối với nền kinh tế khi các yếu tố thương mại và tiền tệ tiếp tục biến động. Ngân hàng Canada và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ cần phải hành động trước khi quá muộn, khủng hoảng tín dụng và phá sản đang gia tăng. Bất chấp việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed đã giảm lãi suất tổng cộng 75 điểm cơ bản từ tháng 9 và Ngân hàng Canada đã cắt giảm 125 điểm cơ bản từ tháng 6 các khảo sát mới nhất về tiêu chuẩn cho vay tại cả hai quốc gia này lại cho thấy xu hướng siết chặt lý do nằm ở dữ liệu phá sản ngày càng gia tăng chất lượng tín dụng đang trở thành mối lo ngại nghiêm trọng của các ngân hàng khi số lượng doanh nghiệp tuyên bố phá sản tăng vọt từ lĩnh vực y tế chẳng hạn như là có kemax in đã phá sản đến hàng không spirit airlines cũng tuyên bố khai phá sản trong ngành sản xuất lớp bánh xe thì có american tire distributors trong ngành tài chính thì có Virum Inc. Danh sách các doanh nghiệp nộp đơn phá sản đang dài thêm mỗi ngày. Tại Hoa Kỳ, trong 12 tháng tính đến tháng 9, tổng số đơn xin phá sản đã đạt mức 22.691, tăng 73,5% so với 2 năm trước, thời điểm mà Fed đang ở giữa chu kỳ tăng lãi suất. Riêng quý 3 năm nay, số đơn xin phá sản doanh nghiệp tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, gần gấp đôi mức thấp nhất vào đầu năm 2022. Canada cũng không nằm ngoài vòng xoáy. Tổng số doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, bao gồm khai phá sản và tái cơ cấu, tăng 16% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2010. Điều này khiến cho các ngân hàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc siết chặt tiêu chuẩn cho vay. Không chỉ cung ứng tín dụng bị thu hẹp, nhưng nhu cầu vay vốn cũng giảm sút tại cả Canada và Hoa Kỳ. Điều đáng báo động là lãi suất vay vẫn duy trì ở mức cao, Tại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp nhỏ phải chịu lãi suất ngắn hạn trung bình là 9,7% trong tháng 10, chỉ giảm nhẹ từ mức cao nhất 23 năm là 10,1% vào tháng 9. Tại Canada, lãi suất kinh doanh đã giảm 80 điểm cơ bản từ tháng 5, nhưng vẫn ở mức 5,7% trong tháng 10, cao hơn đáng kể so với mức lãi suất trên 3% trước đại dịch COVID-19. Tình trạng khan hiếm tín dụng hiện tại có nguy cơ tái hiện kịch bản. Chúng ta đã thấy khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nếu xu hướng phá sản tiếp tục, các ngân hàng sẽ càng siết chặt tín dụng, khiến cho chi phí vay tăng lên và làm mờ hiệu quả của các đợt cắt giảm lãi suất. Bất động sản Canada sắp bùng nổ và giá nhà tăng mạnh vào năm tới. Bức tranh bất động sản Canada sắp trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Các chuyên gia dự báo giá nhà sẽ tiếp tục leo thang, khiến ước mơ sở hữu nhà ngày càng xa vời. Theo báo cáo mới nhất từ Remax Canada, giá nhà trung bình toàn quốc dự kiến tăng 5% vào năm 2025, nhiều khu vực như là Edmonton của tỉnh bang Alberta và quận Simcoe của Ontario dự báo mức tăng cao nhất tới 10%, ngay cả những khu vực ít sôi động hơn cũng sẽ có giá nhà tăng từ 8 đến 10%. Không chỉ giá cả leo thang, doanh số bán nhà cũng được dự báo là sẽ tăng tới 25% tại 33 trên 37 khu vực được khảo sát. Tại thành phố Vancouver của tỉnh British Columbia và quận Simcoe của Ontario, sẽ dẫn đầu với mức tăng trưởng doanh số lần lượt là 20% và 25%. Nhiều thành phố lớn như là Toronto, London hay là Kingston của Ontario cũng nằm trong danh sách điểm nóng với doanh số tăng đáng kể. Mặc dù lãi suất giảm giúp cho giảm nhẹ áp lực tài chính, nhưng thị trường nghiêng về người bán sẽ khiến cho người mua gặp khó khăn. Theo khảo sát của Remax, 43% người Canada cảm thấy việc sở hữu nhà đã vượt khỏi tầm với và 20% cho biết họ không còn khả năng mua nhà. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn duy trì giá cả mềm hơn, với nhà dưới 400.000 đô la Canada ở các thành phố như là Thunder Bay, Regina của Saskatchewan, Fredericton hay là St. John. Đối với người mua nhà lần đầu, gói vay thế chấp trả trong vòng 30 năm, có hiệu lực từ tháng 12 2024, mang lại hy vọng đáng kể. Văn phòng Giám đốc các tổ chức tài chính OSFI vừa nói lỏng quy định về lãi suất đủ điều kiện và áp dụng giới hạn mới về tỷ lệ vay trên thu nhập dù các biện pháp này nhằm để giảm rủi ro tín dụng nhưng chúng lại hạn chế khả năng tiếp cận vay thế chấp đối với nhiều người mua trong khi người bán đang chờ đợi thị trường bùng nổ người mua nhà lại tiếp tục đối mặt với bài toán tài chính nan giải với giá nhà và lãi suất vay vẫn ở mức cao bất động sản canada năm tới sẽ là một cuộc đua không cân sức giữa người bán và người mua những luật mới sau đây sắp có hiệu lực tại tỉnh bang ontario vào tháng sau Hàng loạt luật và quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực tại tỉnh bang Ontario vào tháng 12, tác động trực tiếp đến người lao động và cư dân trên toàn tỉnh bang cũng như là cả nước. Sau đây là những thay đổi đáng chú ý. Thứ nhất là miễn thuế GST HST. Thủ tướng Justin Trudeau vừa thông báo về chương trình miễn thuế GST HST kéo dài 2 tháng đối với thực phẩm và tiền hoàn thuế 250 đô la cho một số người Canada nhằm để giảm áp lực chi tiêu trong mùa lễ cuối năm. Các mặt hàng thiết yếu như là sản phẩm chăm sóc trẻ em, thực phẩm, bia rượu, sách, cây thông Noel và đồ trang trí lễ hội đều được miễn thuế GSC HST. Chương trình này bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 và kéo dài đến ngày 15 tháng 2. Chính phủ liên bang ước tính việc loại bỏ GSC HST khỏi thực phẩm đủ điều kiện sẽ mang lại khoản giảm thuế trị giá 1,6 tỷ đô la. Đặc biệt, tại các tỉnh mà có thuế HST, bao gồm tỉnh bang Ontario, Việc miễn thuế này có thể giúp tiết kiệm tới 260 đô la cho giỏ hàng trị giá 2.000 đô la. Ngoài ra, chính phủ cũng sẽ triển khai chương trình hoàn thuế người lao động Canada mới, sẽ gửi khoản tiền hoàn thuế 250 đô la vào tháng 4 năm 2024 cho những ai đã làm việc trong năm 2023 và có mức thu nhập dưới 150.000 đô la. Thay đổi thứ hai đó là cải cách vay thế chấp Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12, các quy định mới sẽ chính thức nâng mức vay thế chấp bảo hiểm tối đa lên 1,5 triệu đô la, lần đầu tiên kể từ năm 2012. Điều này nhằm để phản ánh thực trạng giá nhà tăng cao, giúp cho nhiều người đủ điều kiện vay thế chấp với khoản trả trước dưới 20%. Ngoài ra, các khoản vay thế chấp mortgage bảo hiểm với thời gian hoàn trả trong 30 năm sẽ được mở rộng cho tất cả người mua nhà lần đầu và người mua nhà mới để giảm gánh nặng thanh toán hàng tháng. Thay đổi thứ ba đó là đăng ký mới cho nhân viên hỗ trợ cá nhân, tức là personal support workers. Từ ngày 1 tháng 12, hơn 100.000 nhân viên hỗ trợ cá nhân, tức là nhân viên PSW tại Ontario sẽ có cơ hội đăng ký với cơ quan giám sát nhà cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ. Sáng kiến này nhằm để tăng cường tính minh bạch và chất lượng trong hệ thống y tế, giúp cho người dân tin tưởng hơn vào dịch vụ chăm sóc những nhân viên đã đăng ký sẽ được công khai danh sách trên một cổng thông tin trực tuyến và được cấp thẻ chứng nhận với dấu chất lượng của cơ quan giám sát nhà cung cấp dịch vụ y tế và hỗ trợ, gọi tắt là HSCPOA. Thay đổi thứ tư là thay đổi trong quy tắc tố tụng dân sự tỉnh bang Ontario. Cũng từ ngày 1 tháng 12, các thay đổi trong quy tắc tố tụng dân sự sẽ yêu cầu mọi bên khi nộp bản tóm tắt hoặc là báo cáo chuyên gia lên tòa án phải đính kèm giấy chứng nhận xác thực. Theo đó, các bên phải xác nhận rằng họ hài lòng với độ xác thực của các nguồn trích dẫn. Những tài liệu từ các trang web chính phủ hoặc tạp chí học thuật sẽ được coi là xác thực nếu không có bằng chứng ngược lại. Các quy định mới nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn trích dẫn đáng tin cậy trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu pháp lý. Thưa quý vị, hai tháng giảm thuế gst hsc sẽ giúp cho người Canada tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Danh sách các mặt hàng được miễn thuế bao gồm thực phẩm, đồ uống, bia rượu, các bữa ăn tại nhà hàng, sản phẩm chăm sóc trẻ em và cả cây thông Noel. Chương trình này bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 và kết thúc vào ngày 15 tháng 2. Chính phủ ước tính tổng số tiền cứu trợ thuế liên bang đạt mức 1,6 tỷ đô la. Dựa trên ước tính chi tiêu hàng tháng, thì kỳ nghỉ thuế GST sẽ giúp cho một người độc thân tiết kiệm được khoảng 31-35 đến đô la cho hóa đơn thực phẩm trong 2 tháng. Còn cặp đôi trả tuổi thì tiết kiệm được khoảng 73 đô la. Gia đình 4 người thì tiết kiệm khoảng 135 đô la. Ở các tỉnh như là Ontario, nơi HST cũng được miễn, khoản tiết kiệm còn cao hơn. Một gia đình chi 2.000 đô la trong 2 tháng thì có thể tiết kiệm được đến 260 đô la. Chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift đã mang lại tác động kinh tế 157 triệu đô la cho thành phố Vancouver. Chuyến lưu diễn Eras Tour của Taylor Swift sẽ tạo ra tác động kinh tế ước tính lên tới 157 đô la cho thành phố Vancouver trong 3 ngày biểu diễn. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12, theo thông tin từ cơ quan du lịch Destination Vancouver, Dự báo này bao gồm 97 triệu đô la chi tiêu trực tiếp và các dịch vụ như là chỗ ở, thực phẩm và phương tiện di chuyển với sự tham gia của hơn 150.000 người hâm mộ. Dự kiến sẽ đổ về BC Place trong 3 buổi hòa nhạc cuối cùng. Sự kiện này sẽ kéo theo hơn 82.000 phòng khách sạn được đặt trên toàn khu vực. Điều này sẽ mang lại hơn 27 triệu đô la doanh thu thuế cho các cấp chính quyền, 70% chi tiêu trực tiếp đến từ du khách ngoài thành phố. Chuyến lưu diễn này đánh dấu sự kết thúc của vòng tour kéo dài 2 năm của Taylor Swift sau các buổi hòa nhạc cháy vé tại Rogers Arena thị trưởng vancouver ông ken sim bày tỏ niềm tự hào khi thành phố này được chọn là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến lưu diễn này cho rằng sự kiện không chỉ thu hút khán giả quốc tế mà còn tạo động lực kinh tế mạnh mẽ cho thành phố ngoài ra các tổ chức từ thiện tại tỉnh bc cũng đã nhận được sự hỗ trợ lớn thông qua chương trình quyên góp vé và các gói giải thưởng của destination vancouver Người thiếu niên ở tỉnh BC đã bị nhiễm cúm da cầm H5N1 vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và nguồn lây nhiễm vẫn chưa rõ ràng. Một thiếu niên tại tỉnh bang British Columbia đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi của tỉnh BC sau khi trở thành trường hợp nhiễm cúm da cầm H5N1 đầu tiên ở người tại nước này. Tiến sĩ Bonnie Henry là giám đốc y tế của tỉnh cho biết tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn rất yếu trong suốt hai tuần qua, các quan chức y tế đã tiến hành xét nghiệm và giám sát chặt chẽ hàng chục người và động vật mà thiếu niên này tiếp xúc để tìm dấu hiệu của H5N1. Nhưng tất cả đều có kết quả âm tính. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy người thiếu niên này lây truyền bệnh và không có ca nhiễm cúm da cầm H5N1 nào khác được phát hiện tại tỉnh bang BC. Một người phụ nữ ở tỉnh bang Ontario đã lừa đảo vé Taylor Swift chiếm đoạt gần 70.000 đô la đã bị bắt. Một người phụ nữ tỉnh bang Ontario vừa bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc lừa đảo 28 nạn nhân qua việc bán vé giả mạo cho các buổi hòa nhạc của Taylor Swift với tổng trị giá gần 70.000 đô la. Theo cảnh sát Toronto, nghi phạm sử dụng tên giả là Dennis Blackhawk trên Facebook Marketplace. Sau bán vé cho các buổi diễn của Taylor Swift tại Toronto, các nạn nhân đã chuyển tiền qua e-transfer để thanh toán vé sau khi thỏa thuận giá cả thậm chí là có vé đã được mua từ tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên vào ngày tổ chức concert, các nạn nhân đã phát hiện rằng vé không được chuyển đến tài khoản của mình. Khi yêu cầu hoàn tiền, nghi phạm khẳng định số tiền đã biến mất. Taylor Swift đã biểu diễn 6 đêm cháy vé tại Roger Center ở Toronto trong khuôn khổ Eras Tour từ ngày 14 đến 16 và 21 đến 23 tháng 11. Tổng cộng các nạn nhân đã mất gần 70.000 đô la cho các vé giả. Vào thứ hai, Cảnh sát cũng đã bắt giữ Dennis Teaser, là người ở thành phố Burlington của Ontario. Teaser đối mặt với 32 tội danh lừa đảo dưới 5.000 đô la, một tội danh lừa đảo trên 5.000 đô la và một tội danh chiếm đoạt tài sản có được từ tội phạm. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai từng là nạn nhân của vụ lừa đảo này hãy tới trình báo. Một hành khách đã bị bắt giữ mang 45 kg cần sa tại sân bay Toronto Pearson một phụ nữ 21 tuổi đã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Toronto Pearson khi cố gắng vận chuyển 45 kg cần sa trong hành lý của mình. Vụ việc xảy ra vào ngày 25 tháng 10 khi cô chuẩn bị lên chuyến bay đến Đức. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết các đặc vụ cơ quan biên phòng Canada CBSC đã phát hiện lượng cần sa trị giá 180.000 đô la trong vali của cô trong quá trình kiểm tra hành lý xuất cảnh. Cô Reni Ashanta Henry, bị cáo buộc tàn trữ cần sa với mục đích xuất khẩu, vi phạm điều luật 11 số 2 của đạo luật cần sa. Mặc dù cần sa đã được hợp pháp hóa ở Canada, việc mang theo bất kỳ lượng cần sa nào trên các chuyến bay quốc tế hoặc là quá mức cho phép trên các chuyến bay nội địa vẫn là hành vi vi phạm pháp luật. Cảnh sát Hoàng gia Canada tại sân bay Toronto cảnh báo nếu hành khách cố tình buôn lậu cần sa, họ sẽ bị bắt và đối mặt với các tội danh nghiêm trọng. Bị cáo đã được thả sau khi hứa sẽ ra hầu tòa vào ngày 5 tháng 12. Vụ bắt giữ này làm nổi bật sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm để ngăn chặn các hoạt động buôn lậu ma túy, bảo vệ cộng đồng khỏi các mối đe dọa an ninh. Vụ việc này theo sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 23 tháng 10, khi cơ quan biên giới CBSC đã tịch thu khoảng 62 kg cần sa từ một phụ nữ 26 tuổi trên đường đến London của Vương quốc Anh Cảnh sát kêu gọi người dân hãy cung cấp thông tin về các hoạt động buôn lậu ma túy qua đường biên giới, liên lạc với Crime Stopper hoặc các cơ quan chức năng để hỗ trợ điều tra. Hỗn loạn trên không, hành khách của Ontario đã bị trói bằng băng keo giữa chuyến bay. Một người đàn ông đến từ Collinwood của Ontario đã khiến cho chuyến bay của American Airlines từ Milwaukee đến Dallas vào ngày 19 tháng 11 trở thành cơn ác mộng khi cố gắng mở cửa thoát hiểm khi đang trên không và tấn công tiếp viên hàng không buộc hành khách phải trói tay chân bằng băng keo để khống chế sự việc xảy ra khi người đàn ông tự xưng là đội trưởng và tuyên bố cần nhảy khỏi máy bay ngay lập tức theo báo cáo từ sân bay Dallas Fort Worth vụ việc lao thang khi anh này lao về phía cửa thoát hiểm khiến cho một nữ tiếp viên bị thương trong nỗ lực ngăn cản anh ta đã siết cổ tôi và làm tổn thương cổ tay tiếp viên Jackson người trực tiếp đối đầu với hành khách gây rối cho biết cô buộc phải nhờ đến sự hỗ trợ của các hành khách khác cùng vật lộn để giữ anh ta nằm xuống và sử dụng băng keo để trói lại khi máy bay hạ cánh một đội fbi và cảnh sát đã chờ sẵn để bắt giữ người đàn ông này kết thúc một chuyến bay kinh hoàng american airlines đã cảm ơn hành khách và phi hành đoàn vì hành động nhanh nhạy giúp kiểm soát tình hình hãng cũng đã xác nhận đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra thêm Trường cao đẳng Sheridan của Ontario là một trong những trường cao đẳng hàng đầu của tỉnh bang, vừa gây ra bất ngờ khi tuyên bố tạm dừng 40 chương trình và cắt giảm nhân sự hàng loạt do lượng tuyển sinh lao dốc nghiêm trọng. Hiệu trưởng Janet Morrison dự đoán số lượng sinh viên sẽ giảm hơn 30% vào năm tới, gây ra khoảng thiếu hụt ngân sách lên đến 112 triệu đô la. Để đối phó thì 27 chương trình khác cũng sẽ được đánh giá lại hiệu quả hoạt động những thay đổi này là cần thiết để duy trì sự bền vững về tài chính và đối phó với những biến động lớn từ chính sách xã hội công nghệ và kinh tế hiệu trưởng morrison phát biểu các chương trình bị đình chỉ trải dài khắp các ngành học từ khoa học kinh doanh y tế cho đến nghệ thuật tuy nhiên những sinh viên hiện tại vẫn được bảo đảm hoàn thành chương trình học sự việc xảy ra giữa bối cảnh chính phủ canada áp đặt giới hạn nghiêm ngặt đối với giấy phép du học nhằm để giảm tải áp lực dân số và cơ sở hạ tầng dẫn đến số lượng sinh viên quốc tế là nguồn thu lớn nhất của các trường này sụt giảm đáng kể. Chính phủ tỉnh bang Ontario dự báo các trường cao đẳng trong tỉnh sẽ mất 3,1 tỷ đô la doanh thu trong hai năm tới. Tuy nhiên, Bộ Cao đẳng và Đại học Ontario khẳng định vẫn hỗ trợ ngành giáo dục để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Tình trạng của trường cao đẳng Sheridan chỉ là phần nổi của tảng băng chìm Báo hiệu những thách thức ngày càng lớn trong lĩnh vực giáo dục sau trung học tại Canada, trong bối cảnh thay đổi bất ngờ trong luật di trú. Sinh viên quốc tế kiếm được nhiều tiền hơn là sinh viên bản xứ tại các trường đại học hàng đầu của Canada. Theo nghiên cứu mới nhất từ Đại học Waterloo, sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ Đại học Waterloo kiếm được thu nhập vượt xa sinh viên Canada lên tới 46% sau khi ra trường. Sinh viên quốc tế tốt nghiệp giai đoạn 2017-2019 trung bình kiếm được thu nhập 57.500 đô la một năm, cao hơn 37% so với sinh viên bản xứ ở mức 42.000 đô la một năm. Mức trung vị tức là median trong thu nhập của sinh viên quốc tế đạt mức 56.400 đô la một năm, vượt xa mức 38.700 đô la của nhóm sinh viên Canada, chênh lệch lên đến 46%. Nghiên cứu còn cho biết rằng trong 13 năm đầu sự nghiệp, thu nhập của sinh viên quốc tế vẫn duy trì ở mức cao hơn sau 13 năm thì sinh viên quốc tế đạt gần 120.000 đô la một năm, sinh viên bản xứ thì chỉ đạt mức trung bình 100.000 đô la một năm. Các chuyên gia nhận định, sự vượt trội về thu nhập này phần lớn nhờ vào sự phổ biến của các ngành công nghệ và kỹ thuật, những lĩnh vực có nhu cầu cao và lương hấp dẫn. Một con số đáng chú ý khác là 70% sinh viên quốc tế tại Đại học Waterloo của Ontario cuối cùng đã đạt được tình trạng thường trú nhân gấp đôi mức trung bình của toàn quốc. Nghiên cứu còn phù hợp với báo cáo của thống kê Canada cho rằng người nhập cư đến Canada khi còn nhỏ thường theo đuổi giáo dục đại học nhiều hơn. Sau tuổi 25 thì mức thu nhập của họ bằng hoặc cao hơn người Canada bản xứ cùng độ tuổi. Và đó là một số tin tức Canada nổi bật trong bản tin tối nay. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý trên thế giới. Không chỉ người nhập cư không giấy tờ, mà nhiều người nhập cư đã có quốc tịch Mỹ cũng lo lắng trước kế hoạch trục xuất của ông Trump ông trùm biên giới Tom Herman dọa tiểu bang nào mà chống trục xuất nhập cư sẽ bị cắt tài trợ. Tại Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan cam kết bảo trợ người nghèo, xây nhà xã hội nếu thoát án tử hình. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam quảng bá rầm rộ, hứa hẹn lớn lao nhưng vẫn đầy mông lung. Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường vừa nhận chức đã gây sóng gió thưa quý vị không chỉ người nhập cư không có giấy tờ mà nhiều người nhập cư đã có quốc tịch mỹ cũng đang lo lắng trước kế hoạch trục xuất của ông trump tổng thống đắc cử donald trump đang tái khẳng định cam kết thực hiện chương trình trục xuất lớn nhất trong lịch sử hoa kỳ là một kế hoạch không chỉ nhằm vào những người nhập cư không có giấy tờ mà còn khiến cho nhiều người nhập cư đã có quốc tịch mỹ cảm thấy bất an theo các cố vấn ông trump dự định sử dụng quân đội để hỗ trợ việc trục xuất bao gồm xây dựng trại giam giữ và vận chuyển người di cư nhằm để giảm tải cho lực lượng biên phòng và cơ quan nhập cư. Mặc dù đạo luật Pose Comitatus năm 1878 hạn chế việc quân đội tham gia thực thi pháp luật trong nước, các ngoại lệ về vai trò hỗ trợ được cho là sẽ bảo vệ pháp lý cho kế hoạch này, đặc biệt khi triển khai ở khu vực biên giới. Ngoài ra, ông Tom Homan, cựu quyền giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan ICE đã xác nhận trên Fox News rằng các tiểu bang từ chối hợp tác trong kế hoạch trục xuất sẽ bị cắt giảm ngân sách liên bang. Đây được xem là vũ khí mạnh mẽ để buộc các tiểu bang dân chủ phải tuân theo chính sách nhập cư của ông Trump. Chương trình này đang vấp phải sự chỉ trích từ nhiều nhóm ủng hộ người nhập cư. Theo Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, để trục xuất một triệu người không có giấy tờ mỗi một năm, chính phủ sẽ cần tăng gấp 20 lần năng lực giam giữ hiện tại, tạo thêm áp lực lớn về nguồn lực và pháp lý Mặc dù kế hoạch chủ yếu nhắm vào những người nhập cư không có giấy tờ, sự lo ngại lan rộng đến cả những người nhập cư mà đã có quốc tịch Mỹ khi các biện pháp mạnh tay và chính sách nghiêm khắc của ông Trump có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong cộng đồng nhập cư. Tại Việt Nam, bà Trương Mỹ Lan cam kết bảo trợ người nghèo xây nhà xã hội nếu thoát án tử hình. Sau hơn 20 ngày xét xử phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tiếp tục đối mặt với án tử hình do viện kiểm sát đề nghị, trước hội đồng xét xử ngày 26 tháng 11, bà Lan đã đưa ra lời cầu xin đầy xúc động, cam kết sẽ dùng toàn bộ tài sản còn lại để trả nợ, bảo trợ y tế cho người nghèo và xây nhà ở xã hội nếu được giảm án. Bà Lan gọi vụ án này là kinh khủng, không chỉ vì bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng chục người khác. Bị cáo đã hy sinh cả đời cho quê hương thứ hai này, nay điều kinh khủng nhất là nhìn thấy những giấc mơ và hy vọng của mọi người tan vỡ bà nghẹn ngào nói bên cạnh cam kết khắc phục hậu quả tài chính bà lan tha thiết mong hội đồng xét xử công tâm khách quan đồng thời xin giảm nhẹ tội danh tham ô tài sản mà bà gọi là nỗi xấu hổ lớn nhất trước đó đại diện viện kiểm sát cáo buộc bà lan và các đồng phạm đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp việt nam để tránh án tử hình Bà Lan phải nộp lại ít nhất là 2 phần 3 số tài sản được cho là đã chiếm đoạt, theo quy định tại Điều 40 Bộ Luật Hình Sự. Câu chuyện gây chấn động này không chỉ là vụ án tham nhũng quy mô lớn mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là ngân hàng SCB. Trong phiên tòa, SCB bị chỉ trích vì từ chối cung cấp số liệu cần thiết để làm rõ các khoản nợ. Trong lời sau cùng, bà Lan cầu xin sự khoan hồng cho chồng và cháu gái của bà những người bà cho là đã nỗ lực cứu SCB khỏi khủng hoảng. Hội đồng xét xử dự kiến sẽ tuyên án trong những ngày tới, kết thúc một vụ án có thể định hình lại cách xử lý tham nhũng cấp cao tại Việt Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tại Việt Nam quảng bá rầm rộ, hứa hẹn lớn lao nhưng vẫn đầy mông lung. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Việt Nam được kỳ vọng là công trình mang tính biểu tượng quốc gia, đang thu hút sự chú ý khi Quốc hội chuẩn bị thảo luận vào ngày 30 tháng 11. Tuy nhiên, dù được quảng bá rầm rộ với nhiều hứa hẹn lớn lao, các chi tiết cụ thể về tính khả thi, lợi ích kinh tế và kỹ thuật của dự án vẫn chưa được làm rõ, gây ra không ít tranh cãi. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm chỉ bàn làm, không bàn lùi. Trong bối cảnh, quần máy truyền thông nhà nước đang tích cực vận động dư luận ủng hộ. Theo các báo cáo chính thức, đường sắt cao tốc Bắc Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp 0,97% vào GDP hàng năm trong quá trình xây dựng và mang lại lợi ích kinh tế vượt trội sau khi vận hành. Với ví dụ điển hình là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh và Thượng Hải của Trung Quốc, theo BBC News. Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế lại thận trọng hơn. Phó giáo sư Dragon Palisovic từ Đại học Giao thông Tây An Liverpool của Trung Quốc cho rằng mặc dù dự án có thể thúc đẩy du lịch và giá trị bất động sản dọc tuyến nhưng các lợi ích về GDP trong dài hạn vẫn chưa có đủ cơ sở để khẳng định. Mối liên hệ giữa đường sắt cao tốc và GDP chủ yếu dựa trên ước tính và vẫn còn nhiều tranh luận trong giới nghiên cứu. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến đường sắt Bắc Nam sẽ có tốc độ thiết kế là 350 km một giờ, với tổng mức đầu tư lên tới 67,34 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, dự án này được thiết kế để khai thác hỗn hợp cả tàu khách và tàu hàng, một phương án hiếm gặp trên thế giới phương án này đã nhận được nhiều ý kiến phản biện các chuyên gia cho rằng việc kết hợp tàu khách tốc độ cao và tàu hàng trên cùng một tuyến sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn và giảm hiệu quả vận hành một chuyên gia đường sắt tại hà nội nhận định thiết kế này không phù hợp với bất kỳ tiêu chuẩn nào hiện có trên thế giới và sự khác biệt về tốc độ giữa các loại tàu sẽ gây ra nhiều vấn đề kỹ thuật nhiều đại biểu quốc hội lo ngại dự án sẽ gặp tình trạng đổi vốn và kéo dài thời gian thi công Giống như các dự án hạ tầng lớn trước đây, năm 2010, dự án đã bị bác bỏ với mức đầu tư 56 tỷ đô la Mỹ, giờ con số đã tăng lên 67 tỷ đô la Mỹ, liệu chúng ta có bảo đảm không phát sinh thêm hay không? Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu vấn đề. Sự thận trọng không chỉ đến từ kinh phí mà còn từ những bài học thất bại trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc kỹ trước khi thông qua dự án tránh lặp lại tình trạng đắp chiếu hoặc không mang lại hiệu quả như kỳ vọng chính phủ yêu cầu các đối tác nước ngoài phải chuyển giao công nghệ để việt nam có thể tự chủ trong vận hành và bảo trì tuy nhiên nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng thực hiện mục tiêu này với trình độ hiện tại của ngành đường sắt việt nam việc làm chủ công nghệ tiên tiến trong thời gian ngắn là điều gần như bất khả thi theo một chuyên gia giấu tên cho biết trước ngày quốc hội đưa ra quyết định cuối cùng Dự án này đặt ra câu hỏi lớn về cách Việt Nam cân bằng giữa tham vọng dài hạn và thực tế hiện tại, theo BBC News. Thưa quý vị, từ vụ kiện cáo của Mr. Đàm, vụ kiện cáo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thường được giới showbiz và người hâm mộ trong nước gọi là Mr. Đàm đang gây ồn ào, bỏ qua chuyện thị phi của vụ việc. Nhiều người lấy làm lạ là một sự việc ngoài ý muốn xảy ra tại một tư gia, gia đình của ông Gerard Williams trong đó khách mời là ca sĩ đàm vĩnh hưng bị tai nạn lại có thể trở thành yếu tố để lôi nhau ra pháp đình chuyện này thường ngày ở mỹ ở mỹ chuyện kiện cáo như vậy là bình thường đến nhà người quen bị chó của chủ nhà cắn đi kiện đi ngoài đường bị thổi phạt nhưng cảnh sát có thái độ côn đồ cũng đi kiện thậm chí đang đi tập thể dục bị vấp té do lề đường mấp mô đi kiện nói chung ở mỹ bạn kiện được tất cả kể cả cái rễ cây Cách đây 5 năm, tờ San Diego Union Tribune ngày 14 tháng 10, 2019 cho biết chính quyền thành phố San Diego của California đã chấp nhận bồi thường 1,25 triệu đô la cho một người Mỹ gốc Việt tên là Văn Nguyễn vì những thiệt hại mà ông ta gánh chịu do tai nạn lúc đi xe đạp và vấp ngã ngoài ý muốn. Tai nạn xảy ra với ông Văn Nguyễn vào tháng 11-2016, khi ông đang đi xe đạp thì bị té ngã bởi lệ đường hỏng khiến ông bị hất văng khỏi xe và bị ném vào không trung một cách dữ dội, làm ông bị tổn thương hộp sọ, gãy răng và mặt mày bầm dập. Sau 3 năm kiện tụng, ông Văn Nguyễn không chỉ được thành phố bồi thường 1,25 triệu đô la, mà ông chủ căn nhà tên là Billy Jean Hart, nơi có rễ cây trồi lên làm hỏng lề đường cũng phải bồi đền, số tiền không được công bố. Đây không phải là vụ đi kiện cái lề đường đầu tiên ở San Diego Năm 2017, cư dân Clifford Brown đã được bồi thường 4,85 triệu đô la Mỹ trong một tai nạn gần tương tự như ông Văn Nguyễn. Tháng 3 2018, chính quyền San Diego cũng đã phải trả 1 triệu đô la cho vợ chồng Edward và Mary Jo Crofts sau khi bà Mary Jo trượt té trên một lề đường mất mô. Ở Mỹ, bạn kiện được tất cả, phỉ bán người khác, bị kiện, giấu nhẹm thông tin, bị kiện, gian lận kinh doanh, bị kiện, Tháng 9 năm 2018, một số gia đình bị mất người thân trong vụ thảm sát bởi cựu quân nhân Davin Kelly đã kiện không quân Hoa Kỳ vì tội tắc trách. Sau khi không quân thừa nhận họ không báo cáo hồ sơ gây án trong quá khứ của Davin cho các cơ quan hữu trách liên bang. Ngoài việc kiện không quân, người ta còn kiện cả chính quyền Austin của bang Texas tội vô trách nhiệm, chính quyền chẳng làm gì cả, đúng nghĩa đen, để giải quyết vụ việc và giúp đỡ các gia đình mà có người thân bị giết. Không chỉ ở Mỹ, tại những nước có nền tư pháp được xây dựng trên căn bản quyền lợi người dân, mỗi công dân đều có thể đâm đơn kiện khi có những hậu quả nào đó ảnh hưởng đến mình. Cần nhắc lại, cách đây vài năm, công dân Jakarta ở Indonesia đã cùng ký tên để kiện chính quyền trước tình trạng không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Ở đây không có chuyện chính quyền đổ thừa người dân ăn dơ ở bẩn, không có thái độ biện bạch rằng thành phố ngày càng có nhiều phương tiện giao thông thì đương nhiên không khí phải ô nhiễm trong đơn kiện gửi lên tòa jakarta người dân và giới hoạt động môi trường đã kiện tổng thống và chính quyền yêu cầu họ xem xét lại luật kiểm soát môi trường và có giải pháp cụ thể trong việc bảo vệ sức khỏe người dân trở lại với vụ kiện của mr dam Mới đây clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ngồi lên đài phun nước khiến cho mâm đài phun nước đổ, đè lên chân gây tổn thương nghiêm trọng lan truyền xôn xao trên mạng xã hội. Ngày 26 tháng 11, ca sĩ hải ngoại Đan Kim đăng clip khá rõ cảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng leo lên đài phun nước và gặp tai nạn, đứt vài ngón chân gây tổn thương vĩnh viễn. Trong clip, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Hồng Ngọc thể hiện ca khúc Say Tình, không phải em trong không khí sôi nổi được tổ chức tại nhà của tỷ phú gerard williams là chồng của ca sĩ bích tuyền lúc đầu đàm vĩnh hưng đứng hát nhún nhảy trên thành hồ bao quanh đài phun nước tuy nhiên trong một phút cao hứng có người gợi ý là anh đứng lên đài phun nước để biểu diễn trước khi đàm vĩnh hưng bước lên đài phun nước ca sĩ hồng ngọc đặt tay lên mâm đài phun nước để kiểm tra độ chắc chắn hay không và có chia sẻ điều gì đó Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng chỉ mới vừa ngồi lên mâm đài phun nước, chưa kịp đứng lên thì mâm đài phun nước ngã xuống đè lên chân. Đàm Vĩnh Hưng sau đó phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật và cắt bỏ một số ngón chân. Ca sĩ Đan Kim chia sẻ trên Facebook Lúc này, anh chị em nghệ sĩ đang vui, không suy nghĩ, ngoài dẫn đùa, rồi anh hứng lên nên nhảy lên luôn, mặc dù vẫn thấy cái bàn xoay đó lắc lư. Khi anh bị tai nạn như vậy, ai cũng đau lòng và muốn sớt tim ra ngoài. Tôi thấy câu chuyện vô lý, không công bằng nên lên tiếng. Nhiều anh chị em nghệ sĩ rất muốn lên tiếng nhưng cũng rất ngại. Một bên là đồng nghiệp, một bên thường sẵn sàng ủng hộ và tài trợ chi phí làm show. Theo ca sĩ Đan Kim chia sẻ trên trang Facebook. Xuất hiện trong clip có ca sĩ Hồng Ngọc, khán giả đang gọi tên và theo dõi động tĩnh của nữ ca sĩ này trên Facebook. Trưa 26 tháng 11, bầu show Dũng Taylor chồng ca sĩ Thu Phương Tiếp tục thông tin về vụ việc, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khởi kiện ông Gerard Williams đòi đền bù số tiền 50 triệu đô la Mỹ. Ông trả lời những thắc mắc của khán giả xoay quanh vụ việc. Ông Dũng Taylor cũng đặt ra thắc mắc rằng không biết ông Gerard Williams có yêu cầu nữ doanh nhân Mộng Linh là người thuê nhà tổ chức tiệc, ký cam kết khách cô mời tới có tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra vấn đề hay không. Về phía gia đình ca sĩ Bích Tuyền phải chứng minh đài phun nước này vẫn bình thường không bị hư hoặc đang trong thời gian sửa chữa. Nhiều ý kiến cho rằng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự ý leo lên đài phun nước phải tự chịu trách nhiệm. Đài phun nước để phun nước cho đẹp đâu để leo lên được. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải bồi thường tiền lại cho chủ nhà. Theo một số ý kiến bình luận, còn quý vị nghĩ sao về vấn đề này, xin chia sẻ ý kiến của quý vị nhé. Một người đàn ông sống thọ nhất thế giới qua đời ở tuổi 112. Ông John Tenniswood được công nhận là người đàn ông sống lâu nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 112 vào hôm thứ Hai tại một viện dưỡng lão ở Southport của Anh. Theo thông báo từ Guinness World Records, gia đình ông chia sẻ, ngày cuối đời của ông được bao quanh bởi âm nhạc và tình yêu thương. Ông John Tennis Wood sinh ngày 26 tháng 8 năm 1912, giữ kỷ lục là người đàn ông sống lâu nhất thế giới từ tháng 4 năm 2024, sau khi ông Juan Vince Perez của Venezuela qua đời ở tuổi 114 khi được hỏi về bí quyết sống thọ ông tennis wood khiêm tốn cho rằng đó là may mắn ông chia sẻ bạn sống lâu hay ngắn là chuyện không thể kiểm soát nhưng hãy làm mọi thứ một cách điều độ ông cũng gửi gắm lời khuyên tới các thế hệ trẻ hãy luôn cố gắng hết mình dù bạn đang học hay dạy điều gì nếu không dốc hết sức điều đó chẳng đáng để cố gắng ông tennis wood để lại con gái susan bốn người cháu và ba chắc Gia đình mô tả ông là người thông minh, quyết đoán, điềm tĩnh, giỏi toán và là một người biết cách trò chuyện tuyệt vời. Sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái và giá vàng. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7101 đô la Mỹ và bằng 0,6775 đồng euro. Một đô la Canada tương đương 17.710 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ tương đương 25.450 đồng Việt Nam giá vàng là 2.631,62 đô la Mỹ một ounce, tương đương 3.699 đô la Canada. Và đó là những tin tức Canada và thế giới nổi bật trong bản tin tối nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Country Channel cập nhật những tin tức nóng và nổi bật nhất từ Canada và thế giới. Cập nhật mới hàng ngày, kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh tiếp sức cho nhóm culture và để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nào kính chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe và bình an và kính chào tạm biệt